Rồi ha, xin chào ha. Bây giờ mình tiếp theo anh sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta sử dụng các cái thuộc tính trong này đúng không? Đó, mình làm một cái hàng này thôi ha, từ trên dưới nha. Bây giờ thử đầu tiên là gì đây? Cái nền này nó cũng hơi chói, đổi nền đi. Cái gọi tôi XML chỉnh lại cái màu nền này sao nó hơi chói quá, cho màu xanh thôi. Nhẹ nhàng không gì nó đỡ chói mất ha. Rồi ha. Bây giờ cho anh sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng từng các thuộc tính trong này đúng không? Đầu tiên là button trước đúng không? Đây ha, ví dụ button này nó là btn1 đúng không, các bạn đi vào file java đúng không, activity đúng không, đó. Thiếu ha, trong này thiếu một cái quan trọng ha. Bây giờ chúng ta kéo một cái test việc cái mình, tại vì sắp tới mình sẽ làm một cái form rất phổ biến là cái form đăng nhập đến hàng đúng không. Thì mình làm gì đây, thì mình lấy một cái test này đúng không, kéo nó dưới, chọn nằm dưới thành gì đây, nó là gì đây, gọi là gì đây, sigbat đúng không, below, nó là below sysbat đúng không, sysbat đúng chưa, đó, cho nó center luôn nha các bạn, center gì đây, nó là center gì đây, center horizontal luôn nha, đó, thấy chưa, các bạn thấy chưa, cái màu này nó có khó thấy đúng không, chúng ta cho nó một cái màu gì đó ha, dễ nhìn nha, background, cho nó một cái màu gì xanh xám nha, dễ nhìn ha, ok, ok, thấy nhìn dễ nhìn hơn chưa, đúng không, có một cái màu gì đó nó dễ nhìn đúng không, đó ví dụ như vậy đúng không, cho nó tốt đi, cho nó tốt khoảng bao nhiêu, tốt khoảng cỡ là 20 dB đúng chưa, thấy chưa, ví dụ cái màu này đúng không, ta ta sẽ hướng dẫn ha, để thử vậy ha, cái chúng ta bỏ cái trong cái thứ một là gì, bỏ tên tới đi được rõ ha, bỏ đi trống đi ha. Giả sử như bây giờ mình không chọn màu, giả sử bây giờ chúng ta không có để background đúng không, mình luôn thử ra xem như nào thế nào ha, luôn nha, luôn thử ha. Thôi nó thấy giờ đó ha. Bây giờ anh hướng dẫn các bạn lấy từ đối tượng này ha, từ ha. Rồi. Thế sau bây giờ chúng ta muốn làm gì? Sau bây giờ mình giới thiệu về cái thằng này tí nha. Nó thằng edit test nè. Ví dụ bây giờ cái phần là hiding đó là cái gì, gợi ý gì, là gì? Vô là mật khẩu gợi ý gì hả, đúng không? Gợi ý hả, đúng không? Ví dụ mình về mình y đúng không? Đó là nó cái phần hai là cái gọi là cái chuỗi ẩn gợi gợi ý, gọi gì? Trong mình thấy trong những cái phần app của mình là có cái phần là app gợi ý đúng không? Đó. Zoom lại coi nha. Đâu. Dùng mật khẩu gửi đi. Ví dụ không? Rồi làm lại nha. Đó. Ở trong cái chỗ input type có thể cái chỗ mà test test person name thì chúng ta có thể nhập được nhiều cái từ ha, chúng ta bắt buộc thì chúng ta riêng thể nhập cái định dạng bằng xem thêm nha, đó ở trong đó chọn cái input name, ví dụ như bắt buộc thì nó sẽ ra dấu sao cái hạn kiểu như vậy ha, thấy chưa, nó gợi ý thôi đó ha, như vậy thôi không có gì đặc biệt ha, ok. Bây giờ mình chọn lại mà number chẳng hạn, mật khẩu như xíu mình chọn là number nha, mình thử lại nha, câu tuyết mà lộ đi, mình chọn là gì đây, input number chẳng hạn đúng không, number bắt buộc chẳng hạn đúng không, thì nó ra kiểu như là cái mật khẩu mà chữ các bạn, các bạn tìm hiểu thêm nha, nó cũng dễ thôi đó, ví dụ vậy ha. Giờ nhập nãy lúc nãy giờ nhập giờ ba bài thấy không, bây giờ nó toàn là chữ thấy chưa, thấy không, đó kiểu như vậy, không có gì hết ha. Thì các bạn thấy giờ chúng ta muốn là cái con chó này nó nằm cách bên trái bao nhiêu đúng không, thì nó làm gì, chúng ta câu tôi ml cho nó gì, padding left ha, padding left khoảng 20 dB á, 20 dB đi, thì nó sẽ cách bên trái bao nhiêu đúng không, thấy chưa, luôn bạn xem nha, đó. Muốn giữa chúng ta chọn là gì, đó chúng ta xem nha. Thấy chưa? Rồi ha. Bây giờ anh giới thiệu các bạn về cái thuộc tính button này đúng không? Đó.
Bây giờ chúng ta là cái vỏ, bây giờ chúng ta muốn dùng được cái vỏ sang cái ruột, người ta bắn xạ từ cái vỏ sang cái ruột đúng không? Và activity main. Tại vì cái thành activity main này nó cái lá này nó chứa nguyên gì, nó gọi cái lớn cái vỏ là activity main đúng không? Và chúng ta phải trỏ vào cái lá này, bây giờ. Đó. Thì bây giờ button đúng không? Ta khai báo là gì? Private button đúng không? Thay được button nó gợi ý ha, bấm button đi, nó ra thấy chưa, nó tự động add cho ta thấy chưa. Ví dụ là gì, button gọi là gì? Button là gì đây, A chẳng hạn đúng không, tùy tên E chẳng hạn đúng không, A nó sẽ bằng gì đây, A nó sẽ bằng là gì đây, nó sẽ bằng là gì, file đúng không, R chấm ID đúng không, chấm gì, BTN1 thấy chưa, đó đúng không, đó. Như vậy đây là gọi là cái bước này, người ta gọi là cái bước ánh xạ từ cái gì, từ cái vỏ sang cái ruột đúng không. À, bây giờ click vào, khi mà chúng ta click vào trong cái button A này thì nó sẽ có một cái nút nhấn nó hiển thị đúng không, nó sẽ đếm với điện đếm chẳng hạn đúng không, thì làm dùng lệnh gì đây, mình khai báo một cái biến đếm chẳng hạn đúng không, private in đếm chẳng hạn bằng không chẳng hạn đúng không, đó ha, mình click click vào cái từ A đúng không, A chấm set gì, set on click listener đúng không, new view động sinh đúng không, view về động A đúng không, khi click vào đúng không thì làm gì, thì nó tăng cái để đếm đúng không, thì đếm gì đấy, cộng cộng đúng không, đúng chưa, đếm cộng cộng đúng không. Bây giờ chúng ta muốn hiển thị cái giá trị đếm mình lên đúng không, để mình chúng ta coi thử đúng không, làm sao top, bấm dùng lệnh top t đúng không, chọn cái thứ hai này, enter, tự động sinh cái thuộc tính top đó đúng không, là cái thuộc tính nó nổi lên màn hình đó đúng không, đó. À, sau mình được ở trong cái này là nó ghi cái chuỗi đúng không, giá trị đếm đúng không, đó hai chấm là cắt ra cái cộng đếm ơi, cách này cái cộng cộng cái nó mới nó ép chiếu đúng không, cộng là khi chúng ta cộng nó tự động nó ép cái kiểu string chúng ta đúng không, đếm đúng không, đó chạy thử nha, đó rồi thì click thế không hay chưa, họ hiểu luôn đó đúng không, ok hay chưa. Rồi như vậy ta đã bắt được, bắt đó đó là cái sự kiện gì đấy, đó là cái sự kiện list đúng không, đó là cái sự kiện list. Chúng ta muốn giữ lâu làm gì, muốn giữ lâu làm gì, a chấm set long list đúng không, set gì long long list đúng không, không phải set gì, set on long list đúng không, là cái list lâu các bạn ơi, long list giờ đó, long list chúng là new view long list đúng không, view thì chúng ta ở này sẽ làm gì đây, chúng ta muốn đếm cộng cộng đúng không, đúng chưa, nói là gì đây, long list đúng chưa, thì cộng hai chấm luôn, cộng nè đếm, tại vì bản thân ở trong cái chuỗi cái này á là ép cái, nếu ta không ghi dấu cộng ta ghi vào, nếu ta ghi vào này đúng không, lại nó hiểu là cái chuỗi luôn ha, thì nó sẽ hiểu không biến thị đâu nha, đó. Cho nên chúng ta ứng dụng IoT để làm gì, bật đèn sáng đèn kiểu như vậy đúng không, đó đúng không, ứng dụng bật nút sáng nút gì đó dễ đâu thôi gì đâu ha, từ từ về sau anh sẽ làm sao anh kết hợp lại trên bàn xem nha, đó vậy. Nếu liên tiếp dài là nhanh đúng không, vậy thì đẹp đúng không, đúng chưa, đúng không. Anh sẽ bây giờ làm gì đây, anh liếc dưỡng tí thôi rồi nó mới ra, thấy chưa, thấy chưa, bạn hiểu không, list tại vì nó chứa luôn cái giá trị thứ năm này, nó cộng một đơn vị đúng không, list chữ cái này đúng không, đó giờ thấy giờ này nó xấu, nó cộng hết chưa, bạn hình dung không, lo list đó mà, ok rồi. Như vậy là chúng ta làm gì đây, ta có được cái gì đây, cái button đúng không, đây cái gì đây, email đúng không, mình coi cái thuộc tính cái email luôn, để gì nữa sau này mình đổi hình đúng không, chúng ta tạo thêm một hình mới chẳng hạn đúng không, đây có hai, đây có hai hình còn lâu đúng không, đó rồi. Gì đây, bây giờ chúng ta bỏ đếm đúng không, bây giờ chúng ta khai báo cái hình đúng không, hình là gì đây, nó là gì, private email, hình là email đúng không, đặt tên là gì, email là gì, hình một chẳng hạn, hình chẳng hạn đúng không, gì đây, hình nó sẽ bằng gì, nó mình là file r.id chấm gì img, đọc cái tên nó có vào đúng không. Thế mỗi lần mà chúng ta list thì nó là gì, chẳng thì làm gì, chẳng thì nó bỏ cái gì tốt đây đúng không, thôi đây hiển thị đếm rồi, bỏ cái long list đi ha, long list không xài nữa, chia đi, ok. Cái xài nó lâu lâu mới xài thôi. Sự bây giờ chúng ta đếm đúng không? Khi mà đếm chẵn thì đầu tiên cho một ha, chẵn thì chúng ta cho đổi hình khác nha. Ví dụ như ha,
Nếu gì đây, nếu đếm phần trăm 2 mình không đúng không, không chẵn đúng chưa. Giả sử mình đầu tiên mình một anh cần click một cái lên số 2 chẵn đúng không, thì gì cái hình này đúng không, nó đổi hình khác đúng không, nó set gì, set background resource đúng không, r chấm drawable đúng không, nó đổi thành hình glow đi đúng chưa. Nếu nó số lẻ gì đây, else thì gì đây, hình chấm set background đó, hình chấm set background resource r chấm drawable chấm gì đây, chấm hình e chẳng hạn đúng không, bấm ba e chẳng hạn đúng không. Đó ví dụ ha, mình xem nha. Thì sau này chúng ta trong cái điều khiển của Bluetooth của mình đó, mình có là gì, mình click người gửi cái tự số chẳng hạn đúng không ha, đó rất là dễ thôi ha, có gì cả. Rồi chạy thử nha, bình thường dài đúng không, nó số lẻ dài đúng không, click cái này thay đổi hình nào, click cái số chẳng có đổi hình bờ lâu đúng không, số lẻ đổi hình thế giờ đó, như vậy đúng không. Đó thực tế chúng ta đã xài rất là nhiều trong cái bài Bluetooth đúng không. Đó à, sau này chúng ta giải thử bây giờ sau này mình phát kiến là đúng không, chia đi ở trong cái Bluetooth của mình đó, sau này mình viết một cái app Bluetooth đó chẳng hạn như là gì, khi click số 2 đúng không, nó đổi hình là vì nó gửi cho in kiểu là gì đây, stop là gì đây, nó có gì bật điện hả đúng không, bật đèn hả, bật ví dụ nó gửi chữ bật đèn đúng không, dưới này là gì, stop hả đúng không, đó ví dụ nó gửi chữ là gì, tắt đèn đúng không, đó tắt điện hả đúng không, đồng thời nó gửi dữ liệu hiểu không, đồng thời nó sẽ gửi cái dữ liệu xuống, mình sẽ viết một cái hàm mình gửi dữ liệu đi đúng không, ở nằm trong cái chỗ điểm chạy đúng lẻ này, các bạn thấy chưa, cũng giống như trong cái video điều khiển anh tiếng thôi, rất là dễ dàng ha. Đó thấy chưa, click là gì thấy không, bật đèn đúng không, click là nói gì, tắt đèn hay chưa, điều khiển như vậy đúng không, rất là dễ dàng đúng không. Đó tiếp theo là gì đây, tiếp theo là chúng ta lấy cái gì đây, chúng ta lấy cái thằng thuộc tính gì đây, cái gì đây, cái này gọi, nó gọi là cái switch đúng không, mình cũng là switch một đúng không, đặt tên nó gì đây, cũng khai báo nó là gì đây, private switch đúng không, nó sẽ gì, nó sẽ switch, nó tên gì ta, switch, đúng không, nó switch đúng không. Gì là một tên nó sẽ quýt đúng không, gọi là B chẳng hạn đúng không, tùy mà thôi ha, sẽ quýt đi ha. Đó rồi nó là B đúng không, ví dụ đi đây tương tự là gì, B nó sẽ bằng là gì, phái đúng không, phái R chấm ID chấm sẽ quýt một đúng chưa, đúng không, nghĩa là khi chúng ta sẽ quýt một đúng không, làm gì đây, B chấm set on listener đúng không? New new view ok, khi mà list đúng không, list on thì làm gì, list on thì lập tức là gì, nó cũng có xích hình hình này đúng không, cũng vậy thôi, có gì cả đúng không, switch đúng không, if gì đây, if b gì, if b nó chấm gì đây, chấm y chết đúng không, y chết đúng không, nghĩa là có sự kiện list vào đúng không, thì làm sao, thì nó sẽ gửi xích hình cloud như thế đúng không, đó đúng không, ngược lại đúng không, ngược lại không có chết đúng không, ý chết là không, không có, không có click đúng không, thì làm gì đây, là second a đúng không. Đó cũng thay vì dùng miếng đếm cũng được thôi ha. Ở trong cái switch nó cho bằng cái thuộc tính như vậy ha, nhìn nha, thấy chưa, thấy không đúng không. Giả sử như bây giờ mình muốn cái gì, mình muốn khi mình click trên này nó cho nó làm cái switch nhảy theo đúng không. Giả sử bây giờ chúng ta muốn khi mà chúng ta click ở trong cái nút button này, ở bất tận Nam Hải nó sẽ nhảy cái switch theo đúng không, thì làm sao, khi on đúng không thì chúng ta cho gì đấy, b chấm y chấm gì chấm set chắc đúng không, đó hay chưa, mình true đúng chưa, true đúng chưa. Ngược lại đúng không, cho là gì, b gì đấy chấm set chat này gì, set chat thì bạn gì, mình phone đúng chưa. Đó rồi nhìn đây nha, từng bước thôi. Thấy chưa? Thấy không? Thấy chưa? Đó, như vậy không? Rất là dễ dàng hả? Tương tự với cái thằng y chết thì làm sao? Y chết thì tương tự như vậy thôi ha. Không có gì cả, nhẹ nhàng không? Cũng rất là nhẹ nhàng mà ứng dụng. Gọi là gì? Chết bóc đúng không? Đôi tên được tìm mình thôi đúng không? Gọi là chết bóc là gì đây? Private chết bóc đúng không? Gọi C chứ hẹn đúng không? Gọi C nó chấm gì vậy? File File
Rồi, cái này đây nó trong chết bóc đúng chưa? Đó. Để tương tự đúng không? Khi mà gì C đúng không? C nó chấm gì chấm set chết nó set on the listener đúng không? New view. Ok, sẽ bây giờ tương tự là gì? If gì đây? Nếu if if nếu C chấm gì chấm exit đúng không? Thì làm sao? Nó cũng giống như thằng kia thôi. Thì chúng ta làm vậy đúng không? Đó. Ngược lại đây. Ngược lại không chết đúng không? Thì nó làm vậy thôi. Ok. Đó nha, thấy dần, chết thấy dần. Thấy không? Đó thấy dần, đó sau này rất là dễ dàng. Người ta muốn cho nó kết theo làm sao thì cứ tương tự thôi đúng không? Gì đây? Cũng gì C chấm gì. Thấy không? Dễ ẹt thôi gì đúng không? Copy thôi. C gì đây? Đúng không? Đó. Rất là dễ dàng mà thấy không? Đó thấy dần, nhìn đây. Không đó giả sử như bây giờ chúng ta muốn gì giả sử bây giờ chúng ta muốn gì đây đó ha giả sử bây giờ chúng ta giả sử bây giờ chúng ta làm nó phức tạp một tí nên là nhìn cho nó phức tạp một tí giả sử bây giờ khi mà gì chúng ta làm giả sử mà khi mà chúng ta chưa có chép vào đây á là chúng ta không dùng cái nút này được đúng không khi mà chưa có chép vào đây đúng không chưa khi mà chưa có chép vào chỗ kiểm tra này không có xài nút nhấn được đúng không không có xài button nào hãy được ví dụ làm sao đúng không click đúng không click vào đúng không click vào đúng chưa thì làm gì nếu đúng không không có cho nó xài được đúng không đầu tiên vào đúng không các bạn hình dung nha bây giờ sử khi khởi động lên mà chưa có, khi mình ta chạy vào cái class này khi mà chưa click vào cái chữ cái chết là chưa có chết thì nó cho mình không đúng không tại sao bây giờ mình cho một cái biến đến đi hả đúng không arrive is biến y hả mình không đi hả đúng không đó ha nếu gì nếu cái biến y mình máy này nếu cái biến y mình không đúng thì làm sao thì mình nếu cái biến e mình không đúng không thì mình làm gì đây khi mà khởi động lên biến e mình không mình cho gì cho cái biến b của mình đúng không biến e này nó set gì đây nó set e đấy được bộ đúng không nó set ở đây được bộ đâu nó set gì set e được mấy được bộ đây mình phone đúng không đó ví dụ ha đó rồi mình run thử nha mình run thử các bạn xem nha cái biến này nó không có tác dụng đúng không nó không có tác dụng nếu như ta làm nếu như mà chúng ta làm như thế này thì cái biến này nó không có tác dụng đúng không giả sử nhiều khi là gì thực tế là người ta khi mà nó thiết click vào đây nó không được nó phải báo cho mình là gì bạn cần phải chép vào đây chẳng hạn đúng không thì chúng ta xử lý như không như thế này không được đúng không nên chúng ta có thể top vào đây có thể là mình ghi dành top ha đó gì chưa chép đúng không hoặc là chưa chép chẳng hạn ví dụ như vậy chưa chép đi ví dụ chưa chép chẳng hạn ấy nghĩa là có một cái cách có nghĩa là nôm na là có một cái chuyện như vậy chúng ta có thể xử lý rất nhiều cách khi mà mình đủ khả năng đó thì mình xử lý gì cũng được ha bạn thấy không khi mà list lên là nó nhảy vào nó báo chưa chết liền đúng không nếu mà làm như thế này là đã nhảy vào cái gì có đọc lại nha thì khi mà nó nhảy vào là tự động nó báo là gì chưa có chết liền đúng không chưa có chết liền đúng không nhưng mình muốn là khi nào mình list vào nó mới báo chưa chết đúng không thì mình cách này không được đúng không mình bỏ đi mình chia lại đúng không mình chia hai đầu lại nha ok khi giờ mình mới can thiệp vào trong cái sự kiện click này đúng không nếu gì nếu chết là C chết là gì đây chết là C đúng không nếu gì nếu nó gì C nếu C nó bị chết đúng không nếu này nếu nó gì nếu là C chết bị chết đúng không yêu nghĩa là ngược lại là chưa khi mà nó chưa có cái sự kiện chết đúng không mình game cái này mình đem cái khối này mình bỏ ra trong này đúng không khi chết rồi thì mình mới cho đúng không khi mà chưa có được cái này thì mình nói thông báo là gì đây chưa có chết đúng không mà thông báo là gì nghĩa là gì khi mà chưa xảy ra cái sự kiện mà chết cái nút nhấn cái chết cái checkbox á thì mình báo là gì mình nói là gì đây chưa chết checkbox chẳng hạn đúng không hay là mình thông báo là chưa cho phép chẳng hạn hiểu không đó thật sự mà khi mình chưa chết đúng không mình ghi nó báo là gì chưa chết thấy chưa đúng không còn khi mình gì khi mình chết vào đây thì mình chết rồi đúng không khi mình chết đó khi mình chết vào này đó, thì mình mới chỉnh đi thấy chưa
chết vào, nó can thiệp theo đúng không? Tại dính mắc cái lúc nãy nó, tại vì nó dính những cái lúc nãy đúng không? Thì chúng ta phải bon cái thằng C đúng không? Thằng C này chúng ta bỏ ra đi ha, đó bỏ thằng C này ra đi ha. Thằng C này nó không có đứng vai trò là set nữa ha, tại vì nó đứng vai trò enable rồi ha, thì chúng ta không cần xử lý nữa ha. À, ý là cái giải thuật như vậy thôi, thế còn chúng ta xử lý cái gì tùy các bạn thôi ha. À, lại nha, thì nó chưa chết đúng không? Chưa chết đúng không? Thấy chưa? À, mình bỏ cái chuột chết đi, C đi, C thì không cho C nữa đúng không? C thì không xài nữa, tại vì mình đang trong thủ tính này cho cái C lại cái chết này thành cái bồ rồi, mình không xử lý nó nữa nha. Cái này sau này mình dùng rất là nhiều nha, thưa các bạn ha, trong cái điều chỉnh chế độ của mình, lập trình IoT của mình đó ha. Thấy giờ chưa chết đúng không? Chết vào, rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Rất là dễ dàng đúng không? Rất là dễ dàng ha. Thậm chí bây giờ giả sử bây giờ click vào chúng ta đổi cái chuỗi, bây giờ mình muốn đổi cái chuỗi này click vào ha, sao chẳng hạn nó ghi cái chuỗi này hiển thị chữ gì, xong lấy cái này ghi thị chữ gì đúng không? Thì muốn như vậy chúng ta làm gì? À, chúng ta cũng lấy cái thuộc tính cái gì, cái thế này là gì đây, nó tới tên em đúng không, gọi nó ra private, private hoặc là private test view. Sai, test view name tên đi ha. Mình tương tự gì tên gì đây, tên nó chấm gì đây, tên nó sẽ là một cái r chấm id tên em đúng không, là cái bước anh sẽ tự bị bỏ sang cái ruột đúng không? Đúng. À, nghĩa là khi mà số chẵn thì mình hiển thị Trần Nam Hải chẳng hạn đúng không? Ví dụ chẵn là mình hiển thị là gì? Mình gì? Tên nó chấm gì? Chấm set test đúng không? Họ gì đây? Chẵn số chẵn nó ghi là gì? Trần Nam Hải chẳng hạn đúng không? Ok. À, số lẻ nó ghi gì đây? Nếu lẻ nó gì đây? Tên chấm set test gì đó. Đây là lát chẳng hạn đúng không? Ví dụ như vậy ha, đúng lên. Còn này nha, cái này chưa chết được, phải chết vào đúng không? Rồi ha, ghi này thấy không? Chẳng này, thấy chưa? Thấy không? Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rất là dễ dàng đúng không? Đó. À, sự bây giờ chúng ta muốn cái tương tự, chúng ta muốn ép kiểu vô, ta cộng thêm đúng không? Dù chúng ta muốn thêm gì độ C và cộng độ C, muốn thêm gì độ C và chẳng hạn đúng không? Thì lên trên bảng mạng lấy chữ độ C. Ok. Lấy copy độ C thêm vào. Tại bắt niềm hay xài đó nha. Thậm chí cái này cũng không cần. Này. Cộng đi. Độ C nó tự hiểu đúng không? Anh sẽ muốn thêm cái đề đếm mà làm sao đây? Để cộng cái đề đếm đúng không? Đó. Nó tự động hiểu đúng không? Các thằng tí thì nó hiểu cái đề đếm luôn đó. In cái gì? In cái giá trị đếm lên sau lưng cái chữ, in cái chữ này luôn ha. Ha. Thấy giờ nhìn này. Chết vô. Tại vì sao in hai chữ đúng không, in một chữ đó không chịu đâu đúng không? Ở chỗ này mình ghi chữ gì đây, cộng đếm thôi. Ok ha, vậy thôi đó, thì nó in chỗ nào không có đúng không? Ok, cũng dễ thôi đúng không, rất là dễ dàng. À, cái chữ on off thì cũng vậy thôi ha, cũng là gì đó, thì nó cũng là gì, nó set chết thì nó click vào đó đúng không? Đó, tương tự là mình lấy thằng này dưới này luôn nha, sẽ làm luôn. Ok, anh là gì, tập bóc tg bộ đúng không, nó là gì, bộ lái thì tóc cái button đúng không? Ok, yes. Là gì d chẳng hạn đúng không, d nó sẽ bằng file r.id.tg1. Ok đúng không? Đó, ví dụ d gì, cái sử d đúng không, d gì đây, chấm set on a listener, set yes on a list listener đúng không, new view top nó nổi bằng hình thông báo gì đây ha, if d if gì, d chấm gì đây, chấm gì, e check đúng không,
chính trị chết đúng không? Thì nói thì làm gì đây? Thì đây thì D là gì? D là gì? D là sắp xếp tết gì đây? D là chấm xếp tết có không ta? Bật chẳng hạn, ví dụ vậy đúng không? Bật chẳng hạn đúng không? Ngược lại gì đây? Ngược lại đúng không? Đó. B chấm xếp tết gì đây? Tắt chẳng hạn. Ví dụ thử nha. Đó. À, chúng ta có thể coi rất là nhiều tính này, anh chỉ các bạn cách cơ bản, các bạn tìm hiểu thêm nha. Chúng ta muốn giỏi thì làm nhiều vào nó sẽ giỏi thôi. Rồi nha, lít ra thứ nha, thấy chưa, nó không chịu à, nó không chịu thì tính sẽ test đúng không? Mình thử là set gì là set test on thôi, ok, bật thử nó chịu không, set test off thôi, thử nó chịu không nha. Đó. Đấy nha. Ô nó cũng chịu thôi, kệ cha đi ha. Đó. Thì nếu nó không chịu làm sao, nếu nó không chịu làm sao thì click đây đúng không? À, chọn nó. Test on, test off nó không chịu ha. Mà muốn vậy thì sao? Test on, test off. Test on bỏ trống đúng không? Bật này. Off tắt đi. Cái này nó mới chịu đi, thấy chưa? Bỏ đâu. Tắt này. Bật này. Như này nó mới chịu đúng không? Đó. Ta bỏ cái kia đi, nó vẫn chịu bình thường thôi ha. Ok, thì ta chúng ta có thể can thiệp những cái thuộc tính khác vào trong dễ dàng thôi nha các bạn. Đó, hay chưa? Ok, dễ dàng đúng không? Giả sử như bây giờ tiếp tục tiếp theo là cái này đúng không, cái vòng tròn này đúng không, cái vòng tròn này thì nó chạy đúng không? Đó, cái vòng tròn này được rồi. Bây giờ mình xử lý cái vòng tròn này làm gì, có nghĩa là gì? Thông thường chúng ta khi nó đến lót dữ liệu đúng không, khi lót xong cái vòng tròn là tắt đi đúng không? Ok, ví dụ như vậy ha, khi mà dữ liệu đang lót thì cái vòng tròn nó chạy, mà khi cái dữ liệu này nó lót xong cái vòng tròn mất đi đúng không, thì làm sao? Ví dụ ha, thì mình khai báo vòng tròn này là gì đấy, nó là gì? BG1 đúng không? Tương tự là gì thôi, khai báo nó ra private nó là gì, nó là private process ba, nó là pro guess, nó gì pro guess ba đúng không, ít chẳng hạn đúng không, e đi thì tương tự thôi, e bằng hai r chấm id chấm gì b g một đúng không. Hay sao bây giờ khi mà chúng ta gì BG1 nó báo gì đây? Đó, nó view cái biến BG1 này, interview nó không chịu chứ. Nó kêu là gì? Rồi, nó kết nó gửi cái gì đây? Process 3 đúng không? X họ họ đặt cái E này khai báo rồi nhầm, cái gọi là S chính hãng đúng không? Đó ha. Giả sử khi mà gì, khi mà cái biến đếm mà giả sử bây giờ mà khi mình click cái biến đếm của mình nó dưới máy, mình toát cái địa điểm đúng không? Mỗi lần mình click là mình toát cái địa điểm đúng không? Toát đếm rồi. Toát ok. Toát địa điểm đúng không? Mỗi lần mà list là tốt cái giá trị đếm mà đúng không? Nếu cái đếm mà nó của mình, đếm của mình mà khi nào lớn 10 thì nó sẽ bắt cái gì đúng không? Nếu gì? Nếu cái đếm nó bé hơn 10 đúng không? Nếu cái đếm mà nó bé hơn 10 chẳng hạn đúng không? Thì làm sao? Bé hơn 5 thôi. 5 thôi nha. Thì gì? Cái thằng gì? SS nó chấm gì? Chấm nó chấm gì đây? Nó chấm gì? Visit available, nó là visit. Nó là gì? Nó là visit. Visit thì đúng không? Visit. Di vị thì có cái gì set set visit available thôi, cái gì vốn có kêu thôi, visit gì đây, visitability visit
quên ta, là vision nó gì, 68 chấm chấm gì, vision gì đây, chấm gì. Chấm xét vision gì, quên mất tiêu ta. Xét mình tu như thế đúng không? Một thứ ha. Ồ, đó là gì đây? Đó, action. Chu thế chịu không? Anh giận ta, nó là gì? Quên mất tiêu ta, nó là visit. Ability and Royal. Ok. Đơn coi thứ nó là gì đây? Set visibility view to inside. Ok, đó, để coi lại nha. Ờ, nó là gì? SS chấm gì? Chấm set visibility đúng không? View. Ờ, view gì? Chấm inside đúng không? Đó. Ngược lại đây coi. L lớn bằng 5 đúng không? Thì sao? SS chấm set visibility là gì vậy? Set visibility đây. View. View chấm. Chém gì đây? Visit ha, thử nha. Anh cũng không nhớ kỹ nữa các bạn. Hình như là in visit là nó ăn xuống đúng không? Visit là hiện lên hay sao á? Để thử 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 mình coi tới nó ngược thì mình tính lại cho thôi gì đâu ha. Ai đâu nhớ hết cái máy này làm gì. Rồi, chết ra coi. 1 2 3 4 5 này. Ok, nó bị ngược đúng không? Nó bị ngược thôi. Có nghĩa là khi mà lót thì có nghĩa là nếu nó biết năm nôm na nó hiểu là mình giả sử là khi nó biết năm là dữ liệu chưa lót hết đúng không, thì nó cứ chạy vòng tròn hoài. Khi mà lớn năm thì nó ấn cái dữ liệu đi đúng không, ấn cái vòng đi không chạy nữa, chạy xong rồi đó, hiểu không? Thôi tăng lên đúng không, 1 2 3 4 đúng không, năm từ đó mất hết chưa đó. Như vậy ha, tương tự đối với những cái thuộc tính khác thì chúng ta vẫn dùng cái lệnh là gì, visible rồi đúng không, đúng không, đúng chưa, rất là dễ dàng. Đó, tiếp theo là gì? Tiếp theo là đánh cái thanh sheet 3 đúng không? Tiếp theo là đánh thanh sheet 3 đúng không? Đó. Mình lấy một cái test box sau lưng mình để nó hiển thị cái giá trị luôn ha. Coi. Anh cho cái này là cách bao nhiêu? Anh cho cái này anh không cho nó bắt điên ra đi nha. Bỏ điên ra đi nha. Bỏ bắt điên ra đi. 20 đi. Anh cho cái thứ nó nhỏ lại, dù anh cho nó là bao nhiêu, khoảng cỡ là bao nhiêu? Khoảng cỡ là khoảng cỡ 200 dB thôi. Ok. Thường nó chịu nha. 200 dB đúng không? 200 dB. Anh sẽ bây giờ anh có một cái test salon này đúng không? Cái một test vào. Đó là gì? Nè gì đây? Sheet 3 đúng không? Cái test đâu? Có gì write off, nó là write off gì đây? Sheet 3 đúng không? Ok. Nó bị lâu nằm dưới nè, là dưới thằng gì B, dưới thằng gì đấy, thằng B gần 1 đúng không? Đúng không? Close BGM đúng không? Đó. À. Mình cho nó không, cái đầu tiên cho nó không thông như thế đúng không? Đúng chưa? Cho nó màu trắng đi. À, cho nó bự bự lên tí, cho nó màu trắng, cho test size nó lớn tí dễ nhìn đúng không? Test size, à, test size 20 SB, DB cũng được. Test color, cho nó thay màu trắng đi nha. Test color. À, cho top 10 nữa. À, cấp 10. Top 10 dB ha. Mình làm gì mỗi lần mình kéo giá trị thì tăng theo nha, ví dụ vậy ha. Ok, thành sheet 3 đúng không, mình lên mạng anh cũng nhớ sheet 3 sao, để anh coi thế nha. Anh lên mạng anh coi sheet 3 coi. Sheet 3 studio possible, coi nó biết sao. Mình chỉ mình lấy có sử dụng thôi. Sheet 3 ở đây gì đây? Sheet 3 chấm gì? On sheet 3 listener đúng không? Là cái đồng hồ sinh đúng rồi đúng không?
Ở đây này có hướng dẫn quá trời đúng không? Thử coi ha. À gì sheet 3 chấm set on sheet 3 trên listener tạo nội sinh báo tính ra đúng không? Mình thử ha. Ok, thử coi. Sheet 3 gì đây? À sheet 3 của mình là gì đây? Ủa sheet 3 khai báo chưa? Chưa đúng không? Là sheet 3 đúng không? Bộ ok, private sheet 3. Sheet 3. Sheet còn là gì? Y chẳng hạn đúng không? Tương tự thôi, y nó sẽ bằng là file r.id.sheet3. Ok. Rồi đúng không? Y.test on sheet 3 tự động sinh của mình đúng không? Này thuộc tính gì đây? Nó thuộc tính gì đây? New sheet 3 đúng không? Ok. New sheet 3 on tham ta new tự động sẽ cho mình thuộc tính bất chờ thấy chưa đó tự động sẽ cho mình ba thuộc tính là gì là on process chain này on tracking tool này on stop chain đó nó có nó sinh sản cho mình ba thuộc tính đúng không cái process value này đây coi process value mask set mask đúng không? Được rồi. Delay process. Ok. Rồi. Rồi. Cái sheet 3 là cái giá trị đúng không? Giả sử mình cho cái báo nó cái biến đi. In đi ha. Bullet in đi ha. Có thể dùng cái biến này được ha. Dù gọi là cái biến là gì đây? Cái giá trị này ok. Mình không ha. Giá trị mình không đúng không? Thì mình có cái giả sử bây giờ mình muốn cái gì mình muốn cái biến này á đây là gọi là cái giá trị đúng không mình hiển thị giá trị lên đúng không đây cái giá trị đúng không okay. Thì nó test view đúng không bây giờ mình khai báo luôn có mấy công ôi hiển thị HT giá trị đúng không ok HT giá trị thì bằng gì đây còn cái tên gì đây quên mất tiêu tên tên giá trị form cứ mỗi lần mà khi mà chúng ta kéo sheet 3 thì cái giá trị thì đổi theo đúng không thì mình làm gì đây mình cho gì đây HT giá trị đúng không chấm set test đúng không nó bằng cái giá trị y coi ở trong này y nó không chịu đúng không nó không chịu tại vì trong này đã phát triển vào một cái chuỗi đúng không y nó chịu không ta y nó chịu thử y thử nó được không nha mình coi thử nha các bạn mình kéo nha nó không chịu hơn thì bây giờ mình cho y mình cho là gì mình đưa nó về cái chuỗi đúng không cầm y thì nó ép gì về kiểu string luôn không sao cả đúng không người chúng ta kéo cao nhí vào nó ép kiểu về cái biết ép có thành y này về kiểu chuỗi luôn à. Lại coi thấy chưa đó cái thanh là chiều dài 100 đúng không thấy chưa đó như vậy là chúng ta đã gì giả sử bây giờ chúng ta muốn nó bắt đầu bao nhiêu chúng ta muốn nó bắt đầu bằng mười mấy bắt đầu gì chúng ta muốn nó như ta muốn nó tăng giảm gì đó đúng không là tùy mình đúng không kéo là thấy chưa bây giờ chúng ta muốn gì bây giờ chúng ta muốn gì bây giờ chúng ta muốn là mỗi lần chúng ta click nhắn chúng ta thì cái thanh là chạy bây giờ mình phát triển là mình muốn mỗi lần mình click cái nút nhấn mình thì cái này gì cái mỗi lần mình click nút nhấn mình thì cái này nó chạy tăng theo đúng không cho cái này tăng theo đúng không đó thì mình làm gì đây đúng không mình cho ok click nút nhấn của mình đâu đếm đúng không thì mình cho nó tăng theo đúng không ý đầu tiên mình cho cái tức mình cho tức như là cho cái test tăng theo đúng không kiếm thời giá trị đúng không chấm xếp test đúng không nó tăng theo nó tức là nhét ít kiểu đúng không tăng theo cái gì đây cộng gì cộng y cộng đếm chứ quên cộng đếm đúng không đó. Bây giờ mình muốn nó bé hơn 10 sao giả sử mình kiểm tra là gì nếu cái đếm mình nó bé hơn mấy bé hơn 10 thì mình thêm không trước đúng không thì nó bé hơn 10 thì thêm không trước đúng không ok thì làm gì đây thêm không trước đúng không còn nếu mà nó lớn hơn 10 thôi không làm gì cả đúng không ok là lớn bằng 10 thì mình đã im đúng không ok
Rồi bây giờ mình muốn mình đây là nó hiển thị đây là nó hiển thị cái dây xem này thôi. Còn bây giờ mình muốn cho cái thằng này nó chạy theo đúng không? Cái này nó chạy theo đúng không? Thì làm sao? SS nó chấm gì đây ta? Nó chấm gì đây? Nó xếp gì đây? Xích ba kia đúng không? Xích ba gì đây? Xích chấm gì xích? Ai coi nó xếp gì? Y quên. Y chấm gì đây? Xếp gì đây có vấn gì xếp? Xếp on the chef x ba chen đúng không? Mình cho nó giá trị đếm nha. Đếm thử. Thử sao nha. Nó kêu là gì? Đòi hỏi là gì? Xếp ba chen. Thử anh nào không nhớ được đây. Sẽ có tính gì khác không? Nó xếp gì đây? Mình coi cái này thử nó có gì ta xếp trên đây này. Xếp của rosette đúng không? Đó nó coi. Này đúng không? Bên ấy gì? Chấm gì? Chấm bộ đồ ghét đúng không? Được rồi. Chấm bộ đồ ghét. Chấm gì? Yes. Của đếm phòng coi thôi nó kêu là gì mình coi cái bài này xếp gì đi xích ba chấm xếp project không nó gì xích ba chấm xếp project đúng không trừ data value xếp project để coi xếp project ăn coi thôi nó xếp với giá trị project này đúng không đếm này mà ta xích ba chấm xếp project đúng không còn cái bức xích ba này còn nó xích ba này xích ba này in project nó chính là bằng sheet ba đây rồi cái sheet ba trên project đây rồi set project set đây rồi là set đúng không không phá y nó chính là gì đây y này nó là gì nó là set project mới đúng nó set project này đó nó là set project này đếm này đó mình thử nha thì nghĩa là mà lần click nó thay đổi giá trị theo á các bạn hình dung không đây nha bây giờ nó thôi các bạn thấy thay đổi theo đúng không hay sẽ bây giờ các bạn muốn giảm thì bạn làm trừ đi đúng không đó rất là nhẹ nhàng hết chưa đó thấy không có thể kéo đi giờ nếu chúng ta kéo không được thấy chưa 31 đúng không kéo thấy chưa đó đúng không ok tiếp theo là gì tiếp theo chúng ta làm gì tiếp theo là chúng ta đi đến cái phần gì đây tất nhiên làm cái giảm và làm trừ đi thôi có gì trừ trừ đi đúng không đó thì bây giờ các bạn muốn cho cái này nhập cái mật khẩu đúng mật khẩu này thì nó nối với màn hình đúng mật khẩu chẳng hạn đúng không làm gì đây bao lâu ta ui chà chết chết lâu gì vậy ED1 chẳng hạn đúng không nó là private ok là private gì đây edit test đúng không edit test nam hải đi hẹn ok
thì cũng đang hỏi nó sẽ bằng R chấm ID chấm gì đi, chấm ID mấy một ha, mình kiểm tra đi đúng không? Giả sử bây giờ mình kiểm nhập vào đúng không, mình muốn kiểm tra ha, mình sau khi mình có cái mật khẩu xong rồi đúng không, đúng không đó. Giả sử bây giờ mình muốn gì, giả sử mà nhập, giả sử bây giờ mình có một cái button à, mình có một cái button ha, à, dùng button này đi, kiếm một button mới đi, à, mình kiếm một button mới bỏ vô ED1 đúng không? Mình có một cái button gì nó right up của ED1 nha. Kiếm một cái button này ha. Ok. Nó là below thành bộ BG1 đúng không? Below cái gì BG1 này. Và nó right up của thành gì đây? ED1 này đúng không? Đó. Thấy chưa? Ví dụ vậy đúng không? Cái gì? Cái gì ED1 below cái gì đây? Nó below này, below của thành sheet 3 đúng không? Nhầm. Bị lâu thành sheet 3 đúng chứ, sheet 3 ok. Anh em click vào cái biểu tượng này đúng không, mình đã gọi là gì, đăng nhập nhỉ, đăng nhập ha, không kinh hệ đúng không đó, bất kỳ thôi ha, cho top khoảng 10 dB thôi. Ok, mình click vào đây thì đúng mật khẩu thì nó sẽ làm gì, nó sẽ nói đúng mà đúng mật khẩu hiện đúng không, làm sao thì button login đúng không, button login ok, đặt tên là button login đúng không, tên không quan trọng đâu. Ok, login. Login chấm test chấm gì đây, chấm test on, set on the list new view, nếu đúng mật khẩu, đúng mật khẩu về và mật khẩu mình làm mọi bốn nhà đúng không, if gì đây, chiếm if gì chấm ed chấm gì chấm 52 đúng không, chấm gì chấm get test đúng không, chấm gì đây, chấm gì đây, giả sử chấm kiểu là gì 1 2 3 4 như hả đúng không, thì là gì đúng mật khẩu đúng không, bây giờ tốt là gì đây, nếu mà chúng ta muốn hai trường ta ghép end lại đúng không, đúng mật khẩu đúng không, else gì đây stop cho xong mật khẩu đúng không, rồi luôn lên nha. Ví dụ ra đây giờ 1 2 1 1 số 1 đúng không, rồi sai mật khẩu đúng không, sai mật khẩu thì nó xóa rồi đúng không, nếu mà sai mật khẩu nó xóa rồi đúng không, thì làm gì ở 52 chấm gì đây, chấm set test gì đây, set test bằng rộng đúng chưa, đúng không đó, rộng đúng không, ok sai nó xóa rồi đúng không đó. Một hai ba login sai nè, mật khẩu sói thôi chưa, đúng mật khẩu 1 2 3 4 đúng không, 1 2 3 4 ủa sao sao mật khẩu ta, 1 2 3 ủa con này không phải, tính được rồi chấm được ta, chúng tu stream chút nào, tu stream của gì đã tiếp theo, chắc đây đủ một hai bốn một hai ba thứ nha, bốn đi cho nhanh hơn, ok thấy chưa các bạn, thấy không, nếu mà có phải cái tù truyền nữa mới đúng hả, đó giả sử như bây giờ gì đây,
À, sư bây giờ chúng ta muốn là gì? Khi mà nhập đúng đúng rồi, khi mà nó nhập đúng bốn cái chiều dài là bốn, lập tức nó đi đây lên kia, nó kiểm tra đúng hay sai đúng không? Thì làm sao? À, không cần phải click đúng không? Không cần phải click đúng không? Không cần phải click đúng không? Thì làm gì đây? Chúng ta không cần phải click cái button login nữa, mà khi mà cái này tự động nó chiều dài là bốn thì lập tức là gì? Nó sẽ làm gì? Nó sẽ thông báo đúng hay sai đúng không? Nếu gì đây? Đi Nam Hải đây. Chấm gì? Đang coi thôi, đang coi thuộc tính gì ta, chấm gì này, chấm nếu nè, ê nếu chịu dài lắm bốn, nếu gì năm, chấm nếu xét on new view không biết được ta. Nam Hải gì chấm len đúng không? Họ chiều dài mà nó gì nó bé không? Sao nó báo đây? Nó bé không mấy? Nó bằng ba chẳng hạn đúng không? Thì mình thông báo là gì đây? Ok. Ví dụ thôi. Thử thứ nha. Ông ta biết cơ bản mà từ đó ta vận dụng ta sửa chữa không sao cả mà ha. Đây. Ủa không được. Cái thuộc tính là gì ta? Thôi để mình đến tìm việc cái này xong nha. Lâu rồi ha. Rồi. Rồi xin chào các bạn nha. Xin chào. Lại dừng.